Sáng ngày 31 tháng 10, tại Hội trường Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Hội An, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Cơ quan Bảo hiểm Xã hội tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn phổ biến chính sách pháp luật về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Hội nghị có sự tham gia của cán bộ phụ trách trên các lĩnh vực bảo hiểm lao động và việc làm của các cơ sở giáo dục như mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và các cơ quan tổ chức trên địa bàn thành phố Hội An. Tại hội nghị, báo cáo viên của Sở Lao động Thương binh và Xã hội và Cơ quan Bảo hiểm Xã hội tỉnh đã phổ biến hướng dẫn các quy định về thi hành một số điều của Luật An toàn vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hướng dẫn thực hiện các quy định về chế độ chính sách đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội. Qua đó, trang bị các kiến thức cần thiết giúp cán bộ chuyên trách triển khai kịp thời đúng quy định các chế độ chính sách về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp để bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng cho người lao động tại cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố.